Các bạn thân mến, bạn đã nghe nói rất nhiều tới kỹ năng lãnh đạo bản thân. Bạn nghe nói rằng lãnh đạo bản thân đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự thành công của mỗi cá nhân. Vậy kỹ năng tự lãnh đạo bản thân là gì? Tại sao lại phải tự lãnh đạo bản thân? Và làm thế nào để rèn luyện được kỹ năng này? Hãy cùng cô Nhung tìm hiểu trong bài học kỹ năng tháng 12 nhé! Có câu nói, bạn chỉ có thể trở thành nhà lãnh đạo tài ba khi bạn có thể lãnh đạo tốt bản thân mình. Những người có kỹ năng lãnh đạo bản thân là những người liên tục phát triển, biết tự nhận thức và tự tin vào khả năng của bản thân. Đã bao giờ bạn đặt cho mình những câu hỏi, ước mơ của mình là gì? Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì chưa? Khi đặt ra các câu hỏi và trả lời nó là bạn đang biết cách làm chủ bản thân mình rồi đấy. Có 4 yếu tố then chốt giúp bạn có thể lãnh đạo bản thân tốt như sau. Thứ nhất, xác định rõ đích đến. Điều mình muốn đạt là điều vô cùng quan trọng để định hướng cho mọi hoạt động, mọi nỗ lực của mình cho mọi việc. Đây chính là chiếc la bàn không thể thiếu cho bước đường tương lai. Thứ hai, điểm mạnh là vốn liếng quan trọng để thành công nên cần phải phát huy tối đa. Điểm yếu là rào cản ngăn lối đến thành công nên cần phải khắc phục và cải tiến. Thứ ba, phải luôn có thái độ lạc quan, tích cực, đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống. Lạc quan còn là thái độ sống, đó là sự vui tươi, phấn khích, suy nghĩ tích cực. Một thái độ sống luôn biết cười và dám cười. Tinh thần lạc quan còn giúp con người vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc sống nữa đấy. Thứ tư, có tính kỷ luật. Tính kỷ luật là yêu cầu không thể thiếu để làm chủ chính mình. Soạn giả Joe Gilbert đã từng nói, hãy hiền dịu, bao dung với tất cả mọi người, trừ chính mình. Làm chủ bản thân là biết ép mình vào khuôn khổ kỷ luật, thích ứng mọi sự thay đổi để đạt được mục tiêu của mình. Các bạn thân mến, nền tảng của mọi thành công đều bắt nguồn từ việc biết tự lãnh đạo bản thân mình. Để có thành công, phải biết làm chủ chính mình trước đã. Muốn làm chủ chính mình, phải hiểu thật rõ về mình, đồng thời không ngừng lắng nghe và không ngừng học hỏi.